Thế giờ mấy chúng mình chuẩn bị vô lá bè thứ hai ở trên. Mới rồi đó. Ở trên trước là hai miếng bè cũ ở trên trước mũi, còn đằng sau là nguyên miếng bè mặt bự, bè mới luôn rồi. Cái mặt này khoảng 4-5 tấc gì đó, 5 tấc đó. Gầy cái đầu 3 cái bù lon. Đó, cổng lên. Cổng la be lên. Ê, cắn cái đi mà, cắn cái đi mà anh Phong ơi. À, tấm này nặng lắm. Cái mặt này 5 tấc mà. Xíu nữa. Lên đây này bắn lên mét trên đó. Rồi lên trật rồi. Qua wow, dữ. Để đưa cái cáo dưới xe vô cặp lại. Cái bè bự mặt mà nó dài. Nim đâu này lại. Này lắc mình tề cái đầu sau nè. Rồi sau anh kéo lên. Kéo lên là đóng đinh từ sau lùa tới. Anh Phong. Đấy cái gì treo đây anh Phong. Đây. Lên rồi đó. Cái đầu này gài lại rồi nè. Gài đầu trên chú đang cẩu lên đó. Mua thấy có thầu nào đấy. Hết y. Tới rồi. Trả luôn. Đây đây. Lỏng niềm không. Qua wow, đóng lên. Nè qua đây mày con mày quấn này ra. Trời ơi chín. Nó chín cái đường cặp tiếp mà thấy không? Ôi, đóng đinh đi. Đóng đinh là rút lên. Đóng đinh là thường á, nó nhảy lên như vậy. Đấy, giờ chú lấy đội lên này. Còn ra cái mỏ trên đó nữa đó. Ra cái mỏ be cho nó đụng đầu lại hai cái mắm be cũ á. Sát miếng nước luôn á. Đà cứng á, đóng nó mới rút bè vô. Cái đà mềm nó đóng nó phèo. Trục kẹt khó cắt quá.
đây. Nghe lỗ chưa? Rồi. Mày ấy đi, bỏ bỏ lên tao móc đi đó. Xả, xả anh Tú ơi. Thôi thì kéo thôi vậy đi. Trong đà, cái đà cứng quá cứng. Lên. Lên. Cũ cứng dữ. Rồi. Tiếp tục chú mình lấy một cái tấm be tiếp theo bên tay phải này. Rồi phải đóng miếng bảng rồi lấy mực. Lấy mực thêm tấm nữa, tấm này cũng mặt bự luôn nè. Nó đóng cái nẹp dài xuống ra sau lái luôn đó. Đụng đầu vô hai cái tấm be cũ chú mình vô vừa xong đó. Đó ngoài sau đó chú mình dọn lại thêm cái phần sau lái rồi đó. Cái thời đó nó hơi cong cong cái đó mà. Nó đọc thêm nữa chứ nè. Đọc thêm chỗ cái đà cho đó nữa. Cái rà này chính là như cái đà cũ này chú đục rồi đó. Đấy, còn ngoài sau đục thêm ngoài sau nữa nè. Nó không có bè bè lên lên. Không có lên nổi, bản không lên nổi chứ. Ừ, nó hơi sướng sướng ha. Không sợ cái này. Ghi số tà la tùm lum luôn à. Bây giờ phải gặt đó. Nó ghi số gì 14 quá. 16. 16. Miếng phiến nè mấy bè. Đó, hai người lấy luôn. Anh Phong lấy bằng sau rồi. Chính lấy phía trước nè. Hai người lấy hai đầu. Trầm chớ. Người lắc người lấy đầu trên, người lấy đầu dưới. Chia ra. Số là mã hả? Còn số 6 gì dễ nè, 17, 18 luôn. 16 luôn. Càng số. Rồi. Cho ghi số xong giờ cạy ra. Cạy mực ra đi lấy mực be. Gãi à, gãi à. Rồi. Đi theo chú mình lấy mực luôn nè. Rồi lòn ở trong rồi. Rồi. Miếng be nằm ngoài lọ rồi. Qua thì cái mặt này còn 7-8 tấc mà. 7 tấc. Qua thì cái mặt cây luôn. 3 phân cho mặt 7 tấc. Hết thân những be. Rồi lật qua. Ôi ôi miếng cây. Wow miếng cây. Dữ dội. Lá 16 tấc, lá này 7 tấc á. 6 tấc mặt. Đúng 6 tấc, trên thứ là thứ 6 tấc á. Rồi lấy đủ 6 tấc luôn. Lấy mực, người lên đầu. Bên này có đường phấn nè.
Con này lấy mỏ cạo cái cạo. Cắt ra chút vậy đó hả? Ngầm vô ngay chỗ cái lưu lái á. Nhưng ngầm vô lưu lái phải không? Lưu lái hồi nãy anh tích được ngầm. Cái kia nó tí nó bị lép vô cái. Lép vô cái. Lép vô. Lép vô đúng không? Lép nó bị hóp vô cái. Đem trống rồi cắt cái mỏ sau. Kéo lên xong rồi gạch. Ở trên gạch xuống luôn. Xong. Mình đó là bắt vô sát tiếp. Rồi, có mực phấn rồi. Một bên mực phấn, một bên mực mỏ cạo. Đây nguyên tấm bè này. Cái mặt này 5 tấc mấy 6 tấc. 6 tấc mấy luôn rồi. Đầu 5 tấc mấy. Đầu này 5 tấc mấy, đầu ngắn 6 tấc mấy. Này không thở tét hả chứ nè. Mấy cây kia phải răng rồi. Răng lấy bùng, cái này mình cắt nó bùng. Vô cái mỏ sát rồi đó. Xong miếng be. Tiếp tục. Tiếp tục vô mé bên kia. Cái cưa xong rồi giờ đợi xuyên vô. Rồi. 41 giờ. 41 là âm vô đây hả? 41. Dạ, 41. Còn sau đó, chú mình đang lăn nước sơn sơn vàng đó. Lăn sơn vàng lắm vô con bè mới cưa đó. Sơn vàng thì mới kéo bè lên. Qua thẳng thớm mới ghê đã. 73 vô còn xong. 73. Mày mấy chú. Mày mấy chú khiêng vô hả? Khiêng vô. Khiêng vô. Quá nặng. Tấm bè mặt 5 6 tấc mà dài. Ghe lại. Ủa? Lật lại cái hả? Lật lại cái mới đẩy vô được. Ôi cái mặt bự ghê chưa. Hết thân thì chưa. Vô. Tiếp tục. Đâm vô luôn, đâm ra tới sau lái luôn.
Nè, hết thân con bè thiệt. Mặc vậy vô chừng 2 miếng ở dưới là đủ. Đủ mê ngang. Ghê không? Có vàng không chú ạ? Thì sốt mới vàng trống á. Đó, vô dai. Đó giờ chung nó giờ tới luôn chú ơi. Ghê chưa. Đẩy là sao miếng nữa quá. À. Cho lâu lâu lắc lò bắn lại lấy cái đồ xeo lại cái gì. Nè, biết tới nè. Không, đây còn 6 tấc. Không chợ. Còn có 2 tấc nữa lận mà. Rồi dạ. Không, không có thùng. Dạ. Tới ngay cái đầu mỏ cây cũ rồi nè. Bắn ông dít vô. Ông dít bắn rút vô ghê. Không rút, cái đó không rút nổi. Ghê luôn. Còn cây đứng chưa lấy anh Tú. Bây giờ thì mấy chú mình chuẩn bị cắt cái lô ra. Dạ. Chuẩn bị động cái gù chỗ này nữa, cắt cái lô ra, cắt cái lô dư ra nè. Bắt tinh được ra hết luôn ha. Chắc lên, chắc cây. Bỏ lọt vô thì nó không ngon. Trời ơi, chính sát sao luôn chứ đâu được hao tư, không? Vừa vừa sát luôn anh. Trên dưới, trên dưới. Chính lấy mực tí ghê không? Kỳ đó lên là có thể là cắt được. Nó thiếu hỏng lên cái đà đó. Cái đà động cây không à. Động cây xung quanh chú mình chổi cây nè. Cho nên phải chổi cho cứng vô cái tiếp này. Ăn tiếp này mới cắt được cái lô. Thì tại vì cái lô nó chổi xuống đất con cây rồi đó. Rồi giờ tháo cái thằng ở trên cái lô. Thay thế ra vô rồi. Rồi trống rồi. Vậy là cắt được rồi. Nè lấy cứ làm sắt một cái thôi. Sải đinh á, phát đinh ra hết rồi lấy cứ làm rọc nữa. Rồi. Lấy mực. Lấy mực gạch mực nữa mà cắt cái lô. Bên kia thì anh Phong mình đang vô miếng bè mấy bên kia mới chuyên vô đó. Chia công việc ra. Quá đã ra hình rồi đó. Rồi cưa là ngon lành, giờ là hốt cắt. Hết.
Đó, một bên này cắt vòng tròn chắc rớt ra quá đủ lưỡi à. Này không đủ lưỡi thì kìa, đục đục chút đỉnh nữa. Ba dữ. Đừng nữa. Cái lưỡi cưa đó cắt không có đứt và còn chính giữa cái cầu thì khoảng 3 phân nữa. Giờ chú Thành phải lấy cái đục đục chứ cái lưỡi nó cắt không hết lưỡi không đứt nữa. Ba dữ. Đinh ba răng nè. Kilo bằng cây ba răng luôn. Ba răng là ngon chính không? Lô ba răng nè, như cái lô mình quá dài nè, đục ra nè. Chiếc này giờ là cái lô ba răng, cái tiếp đằng sau đó, tiếp sau cái lô ba răng. Thứ hai đừng nghe đục nó ra nhanh ghê lắm. Và cái đục ra đổ về. Ờ, lấy cái phang. Chứ chính lấy cái phang ra, phang phá thịt đục cho nhanh nữa nè. Phang đục cho nhanh. Để phải chổi chổi vô. Hút. Lượm bạc. Cây bên kia nữa là xong. Phan lấy thịt. Trời đất ơi, bị rút. Rút tí ghê quá ha. Cắt hai bên luôn. Cắt hai bên đục luôn. Đúng đúng mức phanh.
quá rút. Đúng luôn rồi, đúng luôn rồi. Còn mưa vang chẳng á. Gãy luôn rồi. Lắc lắc gãy luôn. Xong rồi ha chú tư. Cắt mồng đó vậy đẹp trai lên liền không. Ổng ra vậy là mới rin á, ổng này dư cái mồng á. Săn dối cái luôn này, dữ dội luôn này, bào lại nữa luôn. Đổng đêm thôi, bằng ra thôi. Thế còn sao mấy anh mình đang vô miếng be nữa. Sẵn cắt mỏ be hay gì đó. À, cá lô xong giờ xuống tới cái đây anh mình cắt mỏ be. Để vậy cắt luôn. Ê, cắt cái đường xuôi đường này trước, đường này bảo người ta mới cua chứ. Không có cái đường xuôi này không, không gặp rồi. Ủa thấy rồi. Thấy không? Chắc cứu không? Chắc. Chắc cứu không? À, mập quá kìa. Ừ. Lấy cái miếng này ra luôn. Rồi nó sát xuống. À, đất luôn. Quá không thấy chưa. Không thấy mở còn mực. Ngay đó, ngay mực đó. Vô mắt về cái mực ngang nữa. Oh!
vô đó. Rồi ok. Ok. Bắt. Đợi đội rồi y lại rồi. Đội gì? Bắt cảo lên một giờ bắt cảo. Bắt cảo y như nãy cái anh em y như nãy vậy là khác hả? À. Rồi rồi. Trên. Trên kia kia cũng chơi luôn. Đủ mạng rồi bắt chơi anh. Gì? Bắt chơi cho thẳng lên anh. À quên nữa. Chết rồi. Thôi bụi rác gì nó ra chứ. Kéo đi. Lên sát dữ rồi đó. Trời ơi sát. Qua đã. Rồi lấy cái đội hơi đội lên nè, đó. Cắn mép trong nè. Cắn mép trong, cắn mép tiếp. Cái tiếp này gì? Đó, trời ơi. Chạy lên luôn. Rồi. Ghê thì chơi. Trời ơi sát. Lên sát rồi đó. Chắc cái anh đi. Chắc cái gói mình lấy cái đi mình niêm cái đầu cái mỏ nó ăn vô. Lên. Lên đó. Lên luôn. Hay quá. Quá đẹp luôn. Quá là một xác thì ghê chứ. Dữ dằn. Đẹp như mơ. Đẹp như mơ. Hết nói nổi thì chứ. Trời ơi. Chê anh Phong hả ta? Không tin tưởng anh Phong gì đó. Lúc mũi luôn á. Anh lúc mũi đóng cho nhà. Anh Tú Phan vừa trổ bè. Xong cái này luôn rồi. Dạ dạ cái thảo luôn chính xác tâm tư. Tâm trợt. Mấy chục năm trong nghề ạ. Không có loại cao lành rồi đó. Qua dữ. Xong rồi mà hai miếng be hai bên rồi ha.